Mình học giỏi thì mình phải chơi với người học giỏi. Còn mình học dở thì mình phải chơi với người học dở. Mình học với mấy thằng quậy phá thì mình chơi theo kiểu với mấy thằng quậy phá. Hồi trước tôi học ngu lắm. Học ngu lắm kìa. Cái tôi chơi với mấy đứa giỏi, cái tôi vẫn ngu. Bắt kéo cái khủng khiếp. Không, nhưng mà quả đó lao hai thằng lao lên giết support cũng sai. Quả đó hai thằng nên giết AD ngon hơn. Giết support thì bị lỗ. Tại giết support đó là AD giết hai. Đó, rồi xong ổn bình. Ủa là sao? Sao mày bên tao không quỷ? Trong khi mày không chạy đi. Ủa sao con thét nó mỏng quá vậy? Thôi tính ra sao tôi thấy con thét nó mỏng quá ta? Tính ra tôi nhớ con thét nó cũng ghê lắm mà. Cũng kiểu châu châu á. Cũng kiểu châu chó á. Sao nó mỏng quá vậy? Thằng cốc nó khỏe quá. Thằng cốc nó khỏe quá anh em ơi. Má nó cốc bao lù luôn. Chơi game đúng kiểu cực hình luôn. Okay, gờ thôi. Chứ chơi game vậy khó chịu lắm. Cho hai tụi nó chơi với nhau đi. Hai coi hai nó rồi. Ok. Ok. Cho lấy luôn cái len đi. Tính ra 4-5 luôn hả? Ủa tính ra học tính ra cơ bá không có thằng sen luôn kìa. Team người ta ô bình, team người ta on mid luôn mà nó còn không ke luôn mà. Ây da. Đó, bây giờ tụi nó hết bu nhanh như bu cức rồi đó. Bây giờ mới win đó mấy em thấy không? Tôi nói thiệt cái game này win cũng win dễ mà. Bye. Mẹ em tí nữa rồi. Mẹ em tí nữa mất ba đo rồi đó. Mẹ em tí mất ba đo rồi. Tôi không ăn ba đo là mất rồi đó. Chịu luôn. Chịu, tôi nói mấy ông nghe rồi. Chịu lúc mà tôi ốp chim á. Tôi đánh thêm một game nữa. Một game đó tôi giết 30 mạng. Xong rồi xíu thua luôn. Tôi đéo hiểu cái gan gì luôn á. Nhiều khi tôi không hiểu đây tôi đang chơi cái gan gì luôn á, tôi nói thiệt. Tôi giết 30 mạng. Tôi ngồi tôi gánh từ đầu đến cuối. Không gánh được bọn nó luôn. Đánh luôn luôn cúp mo. Mà tôi đánh tới 30 mạng luôn đó. Kéo thẳng mặt luôn.
cái ăn mặc như ta. 25 giây còn 4. À tốt chứ. 4 đó. Hết đồ cái. Ây da. Má mẹ cha kêu của tôi. Không biết end chưa mà tôi sẽ lát vậy ta. Ủa end chưa? Ủa chưa end được. Hổng rồi. Ây da. Hổng rồi anh em ơi, hổng rồi. Ây da. Lỗi tôi. Ây da, lỗi tôi. Tôi chưa được. Tôi chưa end tự nhiên tôi muốn. Chết rồi. Hổng rồi. Tinh lá là kết cái bên ta nè. Mà quỷ kia nó ăn mẹ rồi. Đau lòng thật chứ. Tim nó mà không bung á là tôi không tin con á chết được. Ừ cốc ngon ở dưới hay nice. Xoay thẳng ở trong nhà luôn. Tôi chặn cái bồ lại được rồi. Nói chặn cái bồ được, cũng không được gì á. Cơ bản với tôi á mà. Rồi lùi. Lùi 13 bước thì mình lên lại 26 bước thôi, sướng sướng. Ê quýnh nhà tao cho tôi coi. Quýnh nhà cho tôi coi mấy anh em. Mấy anh em sao vậy? Quýnh nhà cho tôi nào. Rõ.